Vâng, chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung lên sóng cho quý anh chị một siêu phẩm. Đúng rồi, cực kỳ là hot cho quý anh chị. Đó, 7 chỗ thương hiệu đẳng cấp mà giá chỉ với 85 triệu rẻ hơn xe máy thì tội gì mà không đi không mua, đúng không quý anh chị? Thì ngày hôm nay thì phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì anh chị đã thấy tràn ngập những cái mẫu xe đó, giá siêu rẻ và cực rẻ cho quý anh chị. Thì anh chị sẽ đi theo chân em Trung một vòng và tất cả cái thì em Trung sẽ lướt sơ và báo giá cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa là chỉ với 85 triệu thôi, đó là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi, 2 cầu những quý anh chị nha. Nên là phải nói là ngày hôm nay thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì chụp hình lại giùm cho em Trung. Đó, rất nhiều. Thì ngày hôm nay thì phải nói là ngập sân cho quý anh chị. Thì nhiều anh chị hỏi em Trung là những cái trên cửa hàng của em Trung thì bán xe cho quý anh chị gọi là phải nói là cao hơn thị trường tầm cỡ khoảng 5-60 triệu. Thì anh chị nên là có anh trai comment đằng trên đó, phải nói là nếu thì em vẫn nói là kêu là nếu mà anh trai cảm thấy chỗ nào nó bán rẻ hơn đó, alo em tới em mua cho em trích tiền cà phê cho, hoặc anh mua về bán lại cho em kiếm lời nha. Nên là thật sự trên đời này không có cái gì là rẻ hết cả quý anh chị nha, tiền nào được của đó thôi. Nên là cũng giống bây giờ nhiều khi nhiều anh trai mà tới mang tới một cái xe tới cửa hàng em Trung bán và nói là còn cao hơn cái giá xe để em Trung bán ra cho khách hàng. Và đặc biệt ở đây thì em Trung bán xe cho quý anh chị có bao quay đầu, có bảo hành nữa. Thì anh chị thử nghĩ coi lợi nhuận được bao nhiêu quý anh chị. Nên là ngày hôm nay thì anh chị đã thấy trên cửa hàng em Trung thì còn tràn ngập. Và anh chị nhiều cái xe mà chẳng hạn như anh chị thấy cảm thấy Trung ơi cái xe này nó giá nó hơi cao, giảm xuống chút nữa, bình luận bên phía dưới nhá. Và thật sự là phải nói là chắc hay là tại vì do em Trung không cập nhật giá mua hơi cao quý anh chị. Thì đây thì anh chị đã thấy tràn ngập những mẫu xe. Đây thì em Trung ngày hôm nay giới thiệu cho quý anh chị sẽ đi nhanh gọn luôn những quý anh chị nha. Đó, phải nói là thì đây anh chị một mẫu xe Mitsubishi Pajero. Xe này thì phải nói là đẳng cấp rồi quý anh chị rồi. Nói chung là sơn zin cả xe, nội thất rất đẹp luôn quý anh chị nha. Biển số này là của cơ quan thanh lý ra. Thì xe này mua rồi em Trung cũng đã bán ra ngoài kia và mua lại. Đó, xe em Trung bán ra là có bao quay đầu, có bảo hành luôn nha quý anh chị nha. Đăng kiểm thì vừa khám quý anh chị. Đây tất cả cái thì phải nói là rất yêu cho quý anh chị. Xe này sân zin còn khá nhiều nha quý anh chị nha. Đây tất cả cái này nó zin từ A tới Á luôn rồi. Đây quý anh chị. Tiếp tục quý anh chị theo chân em Trung vô cái phần nội thất của em nó. Đây quý anh chị từ những cái tablo này. Đó, phải nói là rất yêu luôn. Anh chị phải nói là rất đẹp cho quý anh chị nè. Một mẫu xe Mitsubishi Pajero. Đây quý anh chị nha. Anh chị nhìn từ những cái tab bi này thôi, mở cửa ra anh chị này. Sân zin nguyên con quý anh chị này. Rất yêu luôn. Đấy, phải nói là ổ khóa đang còn 7 màu như quý anh chị nhá, vàng ươm luôn anh quý anh chị. Thì ngày hôm nay thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung, rất yêu thương cho quý anh chị một mẫu xe Mitsubishi Pajero bán cho quý anh chị giá 175 triệu. Quý anh chị về leo đồi leo núi quý anh chị nhá, tất cả đều toàn bộ là zin hết quý anh chị nhá, phải nói là rất đẹp cho quý anh chị. Và đây nữa thì ngày hôm nay quý anh chị một mẫu xe Mitsubishi Sangyong. Đây thì anh chị đã thấy em nó là hai cầu số rộng, nhưng phải nói là giá cực kỳ là yêu và hấp dẫn cho quý anh chị, giảm giá cho quý anh chị 10 triệu. Quý anh chị nha, giảm 15 triệu đi, còn 170 triệu, 170 củ quý anh chị. Thì em nó vừa rồi bán 185 triệu quý anh chị nha. Đây tất cả cái thì vỏ lốp, dàn vỏ mới quý anh chị nha. Trên thời buổi bây giờ thì trên đời này không có cái gì để mà rẻ hết quý anh chị đâu. Đó. Tiền nào được của đó, xe đẹp, tiền đẹp quý anh chị nha. Đây tất cả cái, so với một cái xe bây giờ anh chị thử mua, rẻ hơn vài chục triệu. Nhưng anh chị bây giờ về đi sửa hết vài chục triệu quý anh chị nhưng không ra hồn được cái xe, em Trung dám cam kết quý anh chị rằng một điều là không ra hồn được một cái xe quý anh chị. Đây phải nói là nên là những cái xe này thì em Trung cũng phải lựa chọn cho quý anh chị những cái hàng đẹp, hàng tuyệt đó quý anh chị nha. Nên là bởi vậy tại sao mà em Trung bán xe cho quý anh chị có bao quay đầu, có bảo hành là ở chỗ đó, rất yêu thương luôn quý anh chị nha. Và đặc biệt chút xíu em Trung sẽ quay em Fortuner cho quý anh chị cho bán giá bao nhiêu là hợp lý. Và đây thì cái xe này thì em Trung một cái mẫu xe một xe Toyota Land Cruiser Prado nha quý anh chị nha. Toyota Land Cruiser Prado quý anh chị. Đây quý anh chị. Phải nói là hàng hiếm khó tìm quý anh chị nha. Máy dầu số tự động 2 cầu. Trên Việt Nam thị trường thì có lăn quăn đâu đó tầm cỡ khoảng 5-7 chiếc xe thôi quý anh chị nha. Trên thị trường Việt Nam chỉ có tầm cỡ khoảng 5-7 chiếc xe thôi. Đấy quý anh chị. Nhưng form dáng được cái hàng độc cái. Máy dầu 2 cầu số tự động. Anh chị quan tâm đam mê cái xe này đó. Alo em Trung phải nói là rất đẹp cho quý anh chị nha. Phải nói là đây thì quý anh chị này, rất yêu luôn đó. Nội thất tất cả cái thì anh chị không cần suy nghĩ rồi.
keo chỉ tất cả một cái, không mất phần nào. Đấy quý anh chị, em nó trang bị màn hình Android, nói chung là cũng đầy đủ quý anh chị nhá. Hai cầu số tự động, cái riêng cái xe này nó chạy nó còn mướt rượt luôn quý anh chị. Ghế chỉnh điện hai bên nhá quý anh chị nhá. Thì cái xe này em nói là cam kết quý anh chị, riêng anh chị mà đi một với thêm với lại một cái máy xăng không ăn thua với nó, phải nói quý anh chị form dáng phải nó rất hầm hố luôn. Đã nói là Land Cruiser Prado quý anh chị, đó phải nói là form dáng được cái là rất hầm hố và cao quý anh chị nhá. Nên anh chị quan tâm mẫu xe này alo cho em Trung. Và đây thì anh chị đã thấy đằng bên đây thì em Trung đang còn một cái mẫu xe Ford Everest máy dầu hai, máy dầu một cầu quý anh chị. Đây phải nói là dàn vỏ sau của em nó thì cũng còn được 50% rồi quý anh chị. Nội thất thì phải nói là rất đẹp quý anh chị nhá. Lên ngày hôm nay em Trung đã cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng, thì anh chị quan tâm đón xem hết cái video đặc biệt siêu hot cho quý anh chị, 7 chỗ ngồi hai cầu, giá chỉ với 85 củ khoai, đời cao nha quý anh chị nha, hai cầu đời cao quý anh chị. Nên là phải nói là rất yêu cho quý anh chị, tràn ngập những mẫu xe. Và đặc biệt thêm nữa thì anh chị có cần những mẫu xe tập chạy, tập lái hoặc về kinh doanh dịch vụ, alo cho em Trung. Đây quý anh chị, em nó là Ford Everest đời 2005 máy dầu, giá bán cho quý anh chị chỉ với 185 triệu, bớt cho quý anh chị 5 triệu còn 180 triệu nha. Và đây thì ngày hôm nay, đây quý anh chị, em Trung lại lên sóng cho quý anh chị một mẫu xe Toyota Fortuner quý anh chị. Thì nhiều anh trai chị gái kêu là trên thị trường đang bán từ tầm khoảng 400 quý anh chị nha. Nhưng có anh trai bình luận đằng bên phía đó kêu là em coi dưới Trần Anh bán 400 nhưng mà phải nói là cái xe không được ưng ý, không được ưng ý. Thì bởi vậy tiền nào thì của đó thôi quý anh chị ạ. Tiền nào thì của đó thôi quý anh chị nhá. Đây là những cái xe mà chẳng hạn như là trên cửa hàng em Trung mà bán cho quý anh chị, mà chẳng hạn như là nó cao hơn với giá thị trường, anh chị comment bên phía dưới giùm cho em Trung. Em nó trang bị màn hình Android, cam hành trình đều đầy đủ cho quý anh chị nhá. Nên phải nói cái dòng, riêng cái dòng này thì phải nói là nó thuộc cái diện là đồi đồng cối đá rồi. Đó, Toyota Fortuner gầm cao, máy dầu, siêu tiết kiệm, bền bỉ, anh chị về đi gia đình kinh doanh dịch vụ cũng rất là ok luôn. Được cái thì riêng em này thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ, giá rất yêu thương luôn quý chị nha. Phải nói là thị trường, có anh trai anh bình luận comment bên đằng trên đó 430 triệu quý anh chị, 400 triệu, nhưng cái xe này phải nói là em Trung đã mua tới 400 rồi, về bán cho quý anh chị 420 triệu, quý anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra quý anh chị. Mà bán xe cho quý anh chị phải bao quay đầu, có bảo hành nữa đúng không, thì tìm đâu ra một cái mẫu xe như vậy quý anh chị. Nên là anh, bởi vậy tại sao mà nhiều khi anh chị kêu là những cái mẫu xe mà tại sao nó khác, nó lạ, nó rẻ, chỗ này chỗ kia nó rẻ, nhưng anh chị đừng có suy bì với lại những cái xe dập xe nát, nó khác những phương tiện nha quý chị nha. Và đây nữa thì một mẫu xe Isuzu Highlander, anh trai chị gái nào hôm vừa rồi kêu em Trung là cái xe này bán giá này thì chưa trả giá được, cho giá bán bao nhiêu là hợp lý quý anh chị, comment bên phía dưới luôn nha quý anh chị, bình luận bên phía dưới bán bao nhiêu là hợp lý luôn đó quý anh chị nha. Đây thì anh chị đã thấy phải nói là vỏ lốp rất là đẹp, đăng kiểm vừa khám, nội thất thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi, máy zin chưa ra nha quý anh chị nha, nội thất rất là đẹp luôn, được cái gầm cao. Nhưng mà phải nói là em riêng em này thì phải nói là chạy phải nói là siêu tiết kiệm rồi, tầm có khoảng 5 lít trên 100 km quý anh chị này. Để mà thì anh chị đã thấy một cái bộ trần của em nó đang còn bộ trần zin nha quý anh chị nha. Đây tất cả cái thì hầu như những cái xe Isuzu thì em thấy là cái trần này em nó đã thay rồi đó. Màn hình coi là em nó đã gắn cái cam hành trình trên gương của quý anh chị, phải nói là rất yêu cho quý anh chị. Táp bi tất cả cái từ những cái keo chỉ, phải nói là riêng xe này thì anh chị cũng cần suy nghĩ rồi, đẹp đây quý anh chị nha. Giá bán cho quý anh chị 220 triệu nhưng quý anh chị nha. Nên anh chị nào quan tâm cái mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo cho em Trung đó quý anh chị. Anh chị cần cái mẫu xe rẻ chút xíu nữa quý anh chị, tràn ngập phải nói là có rẻ cho quý anh chị và trên cửa hàng, đặc biệt thêm nữa là chỉ với 20 triệu thôi là anh chị đã sở hữu rồi. Và đây nữa thì lại một mẫu xe Mercedes G63 quý anh chị, em nó là Commando, em của G63 quý anh chị nha. Form dáng rất là dễ yêu luôn quý anh chị, dàn vỏ thì em nó dàn vỏ mới này, mâm đúc này. Quý anh chị, nguyên nội cái đồ chơi của em nó không lăn quăn đâu đó tầm cỡ khoảng 100 củ rồi quý anh chị. Thì anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra lỗ mũi này, đèn này, tất cả cái này, bộ mâm vỏ cũng khoảng vài chục củ rồi quý anh chị. Được cái là máy dầu, số tự động quý anh chị nha. Rất tiêu luôn, bán cho quý anh chị với giá giảm 20 quý anh chị nha. Bán huề vốn cho quý anh chị, giảm 20, bán huề vốn luôn. Lỗ chứ cũng không phải là huề vốn đâu quý anh chị. Đây quý anh chị này, này tất cả cái này, logo này, nói chung được cái form dáng rất là dễ yêu luôn quý anh chị. Hầm hố, gầm cao, máy thoáng quý anh chị, số tự động hai cầu quý anh chị nha. Dàn vỏ này không là hết cả vài chục rồi, nhưng lăn quăn đâu đó thì anh chị đã thấy. Và
đồ chơi em nó thì khá nhiều quý anh chị, khoảng lăn quăn đâu đó tầm khoảng 100 củ quý anh chị nhá. Nên hồ sơ pháp lý tất cả cái thì anh chị không cần phải suy nghĩ cái này rồi, em trung bao cho quý anh chị rồi. 200 củ nhá quý anh chị nhá. 200. Rất yêu luôn, Go Wando. Và đây thì đằng bên đây thì còn một mẫu xe bán tải Ford Winchester quý anh chị, em nó sinh năm 2014. 3.2 số tự động. Đồ chơi quý anh chị. Cũng em nó được lên cái bộ đèn bi rồi. Đăng kiểm vừa khám cho quý anh chị nha. Được cái anh chị đã thấy cái màu của em nó thì em nó là màu cam, nhưng ở đây quý anh chị 491 chủ từ đầu và 4 sorry quý anh chị. Này chủ thứ hai rồi, tới em là chủ thứ ba rồi. Nhưng ngay chủ ủy quyền quý anh chị nha. Form dáng rất là đẹp thì xe này sơn zin hầu như khá nhiều, 3.2 số động bản full của Winchester quý anh chị. Em nó trang bị màn hình Android này, cam hành trình, nói chung là đại loại đầy đủ cho quý anh chị rồi, giá rất yêu thương luôn. Thì anh chị hợp phong thủy màu nào thì alo chân chung và đặc biệt thêm nữa là giá rất yêu thương ngày hôm nay phải nói là giảm, tiếp tục giảm quý anh chị, giảm cho quý anh chị 20 nha. Đây phải nói là thì cái xe này em chung đã có video chi tiết và cũng nhắc nhiều lần được quý anh chị. Đây, rất yêu luôn. Đây phải nói là rất đẹp cho quý anh chị nha. Bán xe cho quý anh chị có bao quay đầu, có bảo hành. Và đây thì đằng bên đây thì em chung lại còn một cái mẫu xe Mazda CX-5 2.5 quý anh chị nha. Rất đẹp luôn, 2018 quý anh chị. Form dáng phải nói là rất là thể thao và đặc biệt thêm nữa cái dòng Kia Mazda này thì em nó phải nói là bầu trời công nghệ rồi quý anh chị. Rất đẹp luôn. Thì anh chị đã thấy được cái là ngày hôm nay em chung cũng chỉ có cập nhật thôi, chứ bây giờ để mà quay chi tiết tổng thể cho quý anh chị thì phải nói là rất mất thời gian quý anh chị. Nội thất thì tất cả cái thì anh chị có quan tâm mẫu xe này thì alo cho em chung 630 triệu cho quý anh chị nha. Đây quý anh chị, form dáng rất là đẹp và đồ chơi quý anh chị này. Nói chung là nếu mà để về nói tới công nghệ thì em nói là bầu trời công nghệ rồi quý anh chị này. Tất cả auto hold và chế độ sport tất cả cái 2.5 quý anh chị nha. Rất yêu thương luôn. Mazda CX-5 2018 quý anh chị. Đây quý anh chị. Thì cái xe này thì anh em đang đi tất cả cái mâm vỏ thì anh chị không? Không có một vết chảy luôn. Heo quý anh chị này. Cái xe này một chủ từ đầu nha quý anh chị nha. Đó, đang vàng ươm luôn. Phải nói là rất đẹp cho quý anh chị. Và đây thì ngày hôm nay thì anh chị cần những cái mẫu xe nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Đây quý anh chị này. Lăn quăn đâu đó lội khắp phố phường quý anh chị. À, Kia Morning. Nhập khẩu 208 đăng ký 2011. Số sàn quý anh chị nha. Bán cho quý anh chị là em nó thì chạy lăn quăn tầm khoảng 5 lít xăng thôi quý anh chị nha. Bán cho quý anh chị với giá chỉ với 110 củ thôi quý anh chị. Em nó tích hợp chân gương. Bản này là bản đủ nha quý anh chị nha, chứ không phải là bản thiếu đâu quý anh chị. Nội thất của em nó thì phải nói là rất đẹp, rất yêu rồi quý anh chị này. Nói chung là được cái màu trắng thì nhỏ gọn và xịn chắn, vỏ lốp thì cũng vừa mới thay dàn vỏ mới và gầm em nó cũng vừa mới được đại tu xong nha quý anh chị nha. Một mẫu xe Kia Morning mà phải nói là thị trường ô tô bây giờ quá rẻ, 110 củ cho quý anh chị. Thì đằng bên này thì anh chị đã thấy một mẫu xe BMW đó quý anh chị, 38 quý anh chị nha, chỉ với 165 củ khoai này, 165 củ khoai rồi quý anh chị nha. Đó, rất yêu luôn. Thì anh chị ngày hôm nay phải nói là tràn ngập những mẫu xe cho quý anh chị, rất yêu thương luôn. Đây và em Silo này quý anh chị, 25 củ cho quý anh chị. Đó, nói là anh chị bán cho quý anh chị về tập chạy tập lái. Và đây nữa thì nhiều anh chị mà có mảnh vườn mảnh dãy nào đi lên một cái xe số tự động hai cầu máy dầu, em nó là Hyundai Glover quý anh chị nha. Được cái thì form dáng rất là đẹp, vuông vắn hầm hố giống như là em Mercedes A luôn quý anh chị này. Em nó là nhập khẩu quý anh chị nha, số tự động hai cầu đó quý anh chị. Anh chị nhìn từng cái táp bê kìa, xe nó đẹp hay không thì nó phải nói là đời này thôi quý anh chị. Em nó sinh năm 2003 nhưng mà giá phải nói là cực kỳ yêu thương quý anh chị. Đây anh chị nhìn từng những cái tem mạc này, xe này em chúng đã có video chi tiết rồi, anh chị bấm dưới cái đường link bên đằng bên phía dưới video chi tiết rồi quý anh chị nha. Đó, bộ dàn vỏ của em nó phải nói là rất hầm hố luôn quý anh chị. Đây phải nói là đằng sau của em nó quý anh chị vương vắn, chẳng hạn như anh chị có mảnh vườn về đi chở đồ chở lạc cũng được tất cả cái đồ móc kéo xe quý anh chị nha. À, rất là chắc chắn. 99 củ cho quý anh chị. Thì ngày hôm nay thì anh chị quan tâm đón xem hết cái video và đặc biệt thêm nữa là chỉ với 85 triệu là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe hai cầu 7 chỗ ngồi đời cao 2008 quý anh chị. Thì phải nói là rất gọi là trên cửa hàng ngày hôm nay thì phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Và đây nữa thì những cái xe này thì em chung cũng nhắc nhiều lần rồi quý anh chị. Đây và một cái mẫu xe 9 chỗ ngồi không niên hạn không hết đời thì anh chị đã thấy em nó là Mercedes MB100 nha quý anh chị nhá. Đăng kiểm vừa khám vỏ lốp đẹp đó quý anh chị, rất yêu thương luôn. Đấy, phải nói là xe này thì em chung đã khóa cửa rồi quý anh chị, tất cả cái này phải nói là anh chị riêng cái xe này thì anh chị bằng B2 quý anh chị cũng chạy được luôn. Bằng B2 quý anh chị cũng chạy được nhá. Em nói là 9 chỗ ngồi, không liên hạn, không hết đời. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 150 củ khoai thôi. Đấy quý anh chị. Và đây nữa thì anh chị đã thấy còn một cái mẫu xe tải. Anh chị thấy không? Có giấy tờ em chung mua bán ở trên xe 165 triệu ngày hôm nay bán cho quý anh chị chỉ với 100 củ quý anh chị. Em phải nói rất yêu chưa? Đây quý anh chị.
Nên là phải nói là nhiều khi nhiều anh nhiều chị hỏi em chung là bán cái xe lời lợi nhuận cao lắm. Trong khi đó là bây giờ anh chị thử nghĩ coi, bây giờ gọi là nhiều anh chị là thằng này nó bán xe nó lời cả tới năm, cao hơn thị trường tới 50-60 triệu thì tốt nhất anh chị biết không, mua xe đó về bán lại cho em chung đó, kiếm lời luôn nhá. Mua xe đó về bán lại cho em cũng kiếm lời. Và anh chị mà cảm thấy mà không có tiền mua, alo em chung tới tận nơi có hoa hồng cho quý anh chị đó, rất yêu luôn, làm giá đi. Và tất cả cái thì ngày hôm nay thì anh chị riêng em chung đang còn một cái dàn xe, cũng muốn giải thoát hết những cái dàn mà phế liệu để đi cho quý anh chị, không muốn làm đúng không chị. Nhưng mà đặc biệt thêm nữa, bây giờ khách cứ mang tới bán, mang tới đổi, bây giờ không mua thì thấy tội đó. Nên là nhiều khi thật sự nó cũng khó hiểu, khó nghĩ lắm quý anh chị. Và đây nữa thì lại một mẫu xe Nissan Bluebird quý anh chị nha. Em nó thì đang kiểm vừa khám, và đặc biệt thêm nữa quý anh chị này, vỏ lốp thì còn khá dày. Và đặc biệt thêm thì quý anh chị thử nghĩ coi, có 35 củ khoai thì anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra đúng không. Nên là phải nói là nhiều khi anh chị thử nghĩ coi mua cái xe gì bây giờ, tập chạy tập lái, bao quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc luôn đó, rất yêu chưa. Đấy, phải nói là thương hiệu Nhật. Và đây nữa thì đằng bên đây thì anh chị đã thấy em Trung đang còn một cái mẫu xe Honda Accord quý anh chị này. Đây, yêu chưa, được cái nước sơn rất là đẹp quý anh chị này. Phải nói em nó mắt nhắm mắt mở nhá, 4 số một chủ từ đầu. Phải nói là giá chỉ với 30 củ thôi quý anh chị, ở đâu tìm đâu ra quý anh chị. Đây, rất yêu chưa, phải nói là cực kỳ yêu cho quý anh chị này. Honda Accord thương hiệu đến từ nhà Nhật Bản quý anh chị nhá. Đây, thương hiệu logo của em nó này đó, biển số Lâm Đồng, 4 số một chủ từ đầu, giá rất yêu thương chỉ với 30 củ. Và đây nữa thì đằng bên đây em Trung đang còn một cái mẫu xe Toyota Camry. Đây quý anh chị này, Camry nha quý anh chị nha. Đây phải nói là rất yêu luôn. Đăng kiểm vừa khám, nội thất rất đẹp, đang còn cái bộ nỉ zin quý anh chị nha. Nên mà tìm cái hàng này thôi, nhưng mà hàng hiếm khó tìm, nhưng giá bán cho quý anh chị chỉ với 50 củ khoai quý anh chị. Đấy, rất yêu chưa? Tìm đâu ra quý anh chị, thay một cái xe máy thì tội gì mà phải đi quý anh chị nha. Rẻ hơn ô tô là có thật. Trời mưa bây giờ anh chị thấy không? Hiện tại bây giờ đang mùa mưa tới rồi, nhưng anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe đó, thay một cái xe máy về chở nguyên cả đại gia đình mình đi chơi. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay siêu hot cho quý anh chị chỉ với 85 triệu đúng không quý anh chị. Đây thì ngày hôm nay thì cái xe Mitsubishi đằng bên kia nổ máy chạy ra ngoài góc đây luôn. Cái xe Proton á, chạy ra góc đây. Và đây thì anh chị đã thấy đằng bên đây em Trung đang còn một cái mẫu xe Honda Civic. Thì anh chị, nếu mà anh chị muốn trải nghiệm và đam mê em nó về cái siêu phẩm gọi là độ đẹp nha, nên là alo cho em Trung, giá rất yêu thương luôn. Đây thì anh chị đã thấy em nó được trang bị màn hình Android này, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị. Cái xe này thì em Trung gọi là cái hàng hiếm khó tìm nha quý anh chị nha. Vô lăng rất là thể thao, lẫy số vô lăng, số tự động. Đặc biệt thêm nữa em nó có lỗ trên mùi quý anh chị. Đấy, yêu chưa? Rất yêu. Tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động. Cho nó qua đằng bên đây thôi được quay luôn. Một mẫu xe Honda Civic 209 form mới, mẫu mới rồi quý anh chị nha. Đây được cái. Thì anh chị đã thấy cái nước sân zin của em nó. Hả? Sao? Thì cho nó ra ngoài đầu đây cũng được. Đó, ngay chỗ đằng trước đó cũng được, ra đằng khúc đó cũng được, quay luôn. Đây thì anh chị đã thấy một mẫu xe Honda Civic để anh chị đam mê, quan tâm em nó. Số tự động 2.0 bản đồ form mới, mẫu mới quý anh chị. Phải nói là rất đẹp cho quý anh chị. Thì cái hàng này thì em Trung gọi là một cái siêu phẩm, rất đẹp cho quý anh chị nha. Ngày hôm nay giảm 15 cổ còn 320 triệu quý anh chị nha. Đây quý anh chị này, đăng kiểm tháng 8 năm 2023. Và nói là nước sơn zin còn khá nhiều quý anh chị, được cái rất đẹp. Thì màu đen là Civic, cũng phải màu đen thể thao quý anh chị nha. Mâm vỏ quý anh chị này, rất đẹp luôn. Con heo này, người ta đi bao nhiêu thời gian và năm tháng rồi quý anh chị nha. Từ 2009 tới giờ đang còn 7 màu. Form dáng rất là đẹp trai quý anh chị. Thì đằng đây thì em Trung đang cho em nó vô để dọn dẹp cái chỗ này, nó bị xích hôm bữa vừa rồi, có chỗ nó chảy quý anh chị. Làm ra phải làm cho đẹp thôi. Có sao thì cũng quay chi tiết hết cho quý anh chị luôn. Một mẫu xe Honda Civic 320 củ chúng quý anh chị. Tất cả cái keo chỉ quý anh chị không cần suy nghĩ. Và đặc biệt thêm nữa là cái xe này thì anh chị không cần suy nghĩ rồi. Nó là thuộc cái diện là hàng hiếm khó tìm của quý anh chị. Củ máy em nó phải đẹp, xuất sắc, 7 màu luôn quý anh chị nha. Máy chưa ra luôn quý anh chị. Đây, nói cái sắt mắt có trứng đồng hoàng cho quý anh chị luôn. Đây, anh chị nhìn từng những cái ốc vít, từng những cái bù lon này, đang còn phấn son, đang còn bảy màu nha. Đây quý anh chị này, anh chị đâu, giỏi từng cái keo của zin của nhà máy luôn. Đang còn nguyên zin xe này, thì máy này nó chưa ra quý anh chị nha. Anh chị nhìn từng những cái cổ hút của em nó, đang còn lớp mạ chrome zin của em nó.
rất đẹp cho quý anh chị. Một mẫu xe Honda Civic hiếm khó tìm, 320 củ cho quý anh chị. Và đây thì đằng này hôm nay thì em Trung quay luôn cho anh trai bên Đắk Nông cái xe này luôn. Thì anh trai anh kêu là phải nói là không có yêu cầu làm đẹp nhưng mình cũng phải làm đẹp quý anh chị. Đó, có mấy chỗ chày thì em Trung quay luôn để cho anh trai luôn quý anh chị nha. Đây, tất cả những cái mà nó cứ chày chày sức đá nhiều khi nó văng đó quý anh chị. Đây, thì em Trung cũng phải làm đẹp luôn quý anh chị nha. Đó, quý anh chị phải nói là nhiều khi mà muốn mang tới cái gì đấy để cho quý khách hàng một cái gì đó cho nó vui vẻ và tất cả một cái. Cái xe này em Trung bán lỗ mà. Đây thì ngày hôm nay phải nói là đặc biệt cho quý anh chị, siêu hot luôn. Một mẫu xe quý anh chị không? Máy đang nổ mà hầu như là không có nghe tiếng của quý anh chị, chỉ với 85 củ thôi anh chị. À, phải nói là rất yêu chưa? Giống như là một em Brolo luôn quý anh chị nha. Đây, form dáng phải nói là rất là đẹp cho quý anh chị. 7 chỗ ngồi, 2 cầu. Quý anh chị nha. Đăng kiểm còn tới tháng 7 năm 2024 vừa mới đăng kiểm được. Ngày hôm qua hôm kia đó quý anh chị, 2 cầu quý anh chị này. Em nó trang bị màn hình Android này, 2 cầu quý anh chị nha. Rất yêu thương luôn. Chỉ với 85 củ khoai cho quý anh chị là đã sở hữu được một mẫu xe 7 chỗ rồi, thì nên cái xe này em cũng không cần phải quay chi tiết nhiều quý anh chị. Lướt sơ thôi, đấy quý anh chị nha. Tiền nào của đó quý anh chị, siêu rẻ và cực rẻ cho quý anh chị. Thì anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi mà bánh treo luôn quý anh chị nha. Phải nói là chỉ với 85 củ thôi, biển số Lâm Đồng. Đó quý anh chị phải nói là rất là đẹp luôn. Thì em chúc xíu em chung anh chị đâu, cái máy của em nó nổ êm ru đi rít à. Đó. Tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động hết. Em nó sinh năm 2008 quý anh chị. Giờ luôn quay luôn cái phần máy luôn. Nội thất và tất cả một cái quý anh chị đâu, phải nói là rất đẹp cho quý anh chị. Anh chị nhìn từ những cái tabi này nha, cái bộ nỉ của em đó, phải nói là từ những cái gọi là những cái keo chỉ, phải nói là thị trường ô tô bây giờ quá rẻ quý anh chị. Chỉ với 85 củ thôi là anh chị đã sở hữu được rồi. Em nó là máy Mitsubishi nha quý anh chị nha. Em nó là tên của em nó là Brado nhưng mà máy Mitsubishi quý anh chị. Đây, vỏ lốp còn khá đẹp, đăng kiểm vừa khám quý anh chị. Củ máy của em nó không, máy em nó nổ là không có chuyện mà rung giật rung lắc quý anh chị nha. Tất cả cái rất yêu thương cho quý anh chị. Phải nói là siêu rẻ và cực rẻ. Đó thì ngày hôm nay thì phải nói là còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Đó thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Nhớ đừng quên cho em Trung xin nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật của cửa hàng nhé.